Xin chào các bạn, hôm nay sẽ tiếp tục là một cái video check tần số lấy mẫu cảm ứng của những chiếc máy vừa về tới Mobile City. Chúng ta sẽ có chiếc Vexat 5 RS này, IQ Neo 6, IQ Neo 6 SE. Ba này thì tuy là về lâu rồi nhưng mà mình chưa làm, hôm nay mình sẽ làm luôn nhá. Redmi K40S này, K50 Gaming và Vexat 7. Cho bạn nào chưa biết về cái tần số lấy mẫu cảm ứng ấy, thì nó sẽ là số điểm cảm ứng mà máy nhận được trong vòng 1 giây. Ví dụ, tần số lấy mẫu cảm ứng là 60Hz thì trong vòng 1 giây tối đa máy sẽ nhận được là 60 điểm cảm ứng. Thì rõ ràng là tần số lấy mẫu cảm ứng càng cao ấy, thì khi các bạn vuốt cảm ứng nó sẽ càng mượt hơn, đúng không nào? Thì ok, bây giờ hãy cùng mình check những chiếc máy này nha. Rồi, mình sẽ check các máy lần lượt từ trái sang phải nha. Để gọn sang một bên. Đầu tiên sẽ là chiếc Vexat 5 RS. Em này thì sẽ có màn hình tần số quét là 144Hz này. Còn tần số cảm ứng thì theo quảng cáo sẽ là 720Hz. Và mình sẽ dùng tới một phần mềm bên thứ ba để check. Đó là phần mềm Talk Sampling Rate Checker. Phần mềm này thì mình dùng khá lâu rồi và mình cảm thấy là tin tưởng được nha các bạn. Hoàn toàn miễn phí thôi. Cách thức test thì đơn giản thôi. Các bạn sẽ chạm vào cái phần Talk to Test này. Sau đó vuốt trên màn hình. Vuốt càng nhanh càng tốt nha. Ok, sao lên được có 250 này. Con này còn thường xuyên bị hơn 100 cơ. Ok, tối đa sẽ là 250. Nhưng mà từ từ nha. Với chiếc Vexat 5 RS thì đây, khi mà các bạn giữ vào hai phím trigger, các bạn sẽ vào trong cái phần đó là Sub Space. Mình sẽ thêm cái phần mềm Talk Sampling vào. Đây, vào trong app để setting nha. Đây, cái phần Talk thì các bạn sẽ phải kích hoạt cái 720Hz lên. Đó, chứ bình thường nó sẽ không bật đâu. Ok, check lại này. Rồi, lên 666 luôn. Thường xuyên hơn 600, 687 này. Mà chưa lên được 700. Ok, có vẻ như là max sẽ là 687. Chúng ta sẽ chuyển sang chiếc máy thứ hai là IQ Neo 6. Test ở chế độ bình thường này. Ôi giời, sao có 125 này. Max là 125. Mình đang bật chế độ Monster nha. Rồi, vậy thì mình sẽ vào trong setting này. Tìm tới cái phần game. Đây, xem nào. Ultra Game Mode này. Game Size 3 này. Đó. Mình sẽ thêm cái Talk Sampling Rate vào xem sao. Ok, thêm này. Rồi, quay trở lại app. Đấy, khi này thì chúng ta có thể vuốt từ trái màn hình sang. Performance Monster rồi. Game Tool. Chúng ta sẽ có phần đó là Display Setting này. Chúng ta sẽ thử để lên mức 2 xem nào. Vẫn thế nhỉ? Vẫn là 125. Không tìm thấy cái gì nữa các bạn ạ. Hay là chuyển xuống Balance xem sao. Vẫn thế. Khó hiểu nha. Rồi, chốt lại với chiếc IQ Neo 6 thì hiện tại mình chỉ check ra là khoảng 125 thôi. Chưa tìm cách nào để mà check ra con số cao hơn. Bạn nào biết thì comment phía bên dưới giúp mình nha. Chúng ta sẽ chuyển sang chiếc IQ Neo 6 SE. Mình dự đoán là kết quả cũng như vậy mà thôi. Ok, cũng là 125 nha. Mình cũng đang bật Monster luôn. Nói chung là IQ nó hơi khó. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang máy khác luôn. Redmi K40S. Lên được khoảng 375 này. Theo mình nhìn. Đó, 375 nha. Từ từ, mình sẽ thử thêm app vào trong cái phần Game Turbo xem sao. Ok. Đây. Thì mình sẽ chỉnh lên High Quality đi. Ok, có vẻ vẫn vậy nha. Maximum vẫn là 375. Tức là theo hãng quảng cáo ấy thì sẽ là 360 là đúng rồi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ sang với chiếc Redmi K50 Gaming. Một chiếc máy về tới Mobile City lâu rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình mới check. Ok. Rồi, 250. Từ từ. Vừa lên được 375 này.
Cái app này hơi tí quảng cáo ạ. Đấy, 375 nha. Vậy thì vào Game Space. Mình cũng sẽ thêm cái Talk Sampling Rate vào. Cũng sẽ chỉnh lên High Quality, chất lượng cao. Cài đặt bổ sung thì chế độ Pro đi. Đây kìa, vẫn 250 à? Nhớ là có lần. Từ từ nha. Đấy, chế độ Pro thì cái phần độ nhạy với chạm liên tục ấy, nó sẽ ở mức là maximum rồi. Khó hiểu nha. Để cái này mặc định xem nào. Không, chất lượng cao ok hơn mà. Thôi cứ thử mặc định nha. Ok, vẫn là 250. Thế này kém cả K40 Gaming à? K40 Gaming thì mình còn check ra 500 cơ. Khó hiểu nha. À, đúng rồi. Tại vì với chiếc K50 Gaming này thì mình up sang phiên bản ROM Poco rồi. Poco F4 GT. Thì có thể là nó sẽ bị giảm một chút nhỉ? Chứ còn theo mình nhớ không nhầm thì trước đây mình từng check rồi, em này cũng sẽ được là khoảng 500 đấy. Thì mình mới nói là màn hình của K50 Gaming giống hệt so với cả K40 Gaming. Nhưng mà hiện tại thì trên phiên bản ROM Poco chúng ta sẽ không được mức cao như vậy. Hơi buồn. Rồi, chiếc máy cuối cùng Red Magic 7. Một chiếc gaming phone cũng rất là khủng luôn. Với Red Magic thì mình biết trước rồi, chúng ta sẽ có cái gạt đỏ ở đây này. Đó, các bạn gạt sang để vào Game Space. Trong này thì sẽ có tùy chỉnh về tần số lấy mẫu cảm ứng mà. Các bạn sẽ phải kích hoạt cái 720Hz lên nha, chứ còn mặc định thì sẽ chỉ là 360 mà thôi. Úi giời, đấy, hơn 600. 687, giống với cả em sắc 5RS nha. Ok, maximum sẽ là 687 đấy. Rồi, mình sẽ tổng hợp lại kết quả phía trên nha. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hay là muốn mình test thêm chiếc máy nào nữa, cứ comment phía bên dưới nhé, mình sẽ giải đáp giúp các bạn. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.